Chào các bạn, mình là Hợp đến từ ICS và hôm nay mình sẽ trên tay chiếc FC303V5B4. Đây là một model mà anh em biết đến rất là nhiều vì nó là một model rất là căn bản của FC. Hiện tại thì giá sản phẩm mới của em này đã bị đội lên quá cao do đã hết sale và hiện tại nó có giá đến 17 triệu, 18 triệu so với một sản phẩm mới. Chiếc FC này của mình lên tay đó là một chiếc hàng qua sử dụng của ICS. Trước đây khách mua mới tại ICS và hiện quay đầu để đổi lên sản phẩm khác. Với cái dòng sản phẩm này thì bên ICS chỉ phân phối lại với cái giá khoảng 12 triệu thôi vì nó là hàng qua sử dụng. Tuy nhiên em nó còn rất đẹp và mình sẽ mở hộp để các bạn có thể chiêm ngưỡng em nó. Và đây chính là chiếc FC303V5B4. Chúng ta sẽ có ở dưới đó là một cái tag. Đó. Chiếc này thì còn đầy đủ hộp sổ thẻ. Đó, và có cái hộp ngoài nữa. Tuy nhiên mình chỉ mở cái hộp trong này thôi để mọi người có thể tiết kiệm thời gian hơn. Nói về chiếc V5B4 thì đây là một chiếc rất là căn bản, cực kỳ căn bản của dòng 3 series của FC. Các bạn có thể thấy là cái thiết kế của dòng Classic Index, chúng ta sẽ có bộ kim và cọc số bằng thép không gỉ được mạ vàng, đồng màu với cả bộ thân được mạ vàng rose gold rất là đẹp. Với cái chiếc này thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ 3 kim 1 lịch, ô lịch ở góc 3 giờ, logo Faraday Constant ở góc 12 giờ và logo Automatic ở góc 6 giờ. Bộ kim và cọc số của chiếc Classic Index này thì được làm rất là đẹp với các cái đường vắt cạnh giúp chúng ta bắt sáng rất là tốt. Mình sẽ quay cận cảnh để mọi người có thể thấy được cái bộ kim và cọc số của chiếc này nó bắt sáng như nào. Đó, các bạn chỉ cần có một chút ánh sáng qua thôi là bộ kim và cọc số này nó cũng lấp lánh rồi, đủ để các bạn tỏa sáng rồi. Chiếc này nó sẽ rất đẹp khi mà chúng ta đeo ban ngày vì nó sẽ rất giống là một chiếc vàng khối. Cái nước mạ rose gold này của FC được làm rất là tốt, cho nên là các bạn khi mà các bạn mang ra đường thì nó rất là giống chiếc vàng khối. Một cái điểm mình thích ở chiếc này đó là cái nước mạ này, cái thiết kế rất là đơn giản. Ngoài ra thiết kế của em nó có đầy đủ dạ quang, các bạn có thể thấy là ở hai kim là chúng ta có dạ quang và chúng ta sẽ có 12 chấm ở 12 cọc số ở đây, đó rất là dễ. Ở góc 12 giờ thì chúng ta sẽ có cọc đôi. Đó. Các bạn có thể dễ dàng xem giờ trong đêm tối. Đi kèm với nó là bộ dây da cá sấu màu nâu. Dây da này do đã có quá trình sử dụng cho nên nó sẽ mềm ra và chúng ta đeo sẽ rất là ôm tay. Đó. Bộ khóa của nó là bộ khóa xiên và có logo FC như thường thấy trên các sản phẩm. Đó. Một điều mình khá là không thích là cái đáy của chiếc này nó là đáy kín. Với những chiếc đáy kín này thì các bạn đừng có đặt cái đáy này ở trên bàn vì các bạn có thể thấy là ở đây nó hiện rất là nhiều cái vết xước răm. Khi mà có ánh nắng như này thì chúng ta sẽ không thấy, tuy nhiên khi mà chỉ nhìn này chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái vết xước răm. Đó. Với đồng hồ thì mình khuyên các bạn nên đặt có cái núm ở phía dưới như này. Đó thì như này thì chúng ta sẽ hoàn toàn là không bị xước bộ phận gì cả. Đó, và chúng ta đặt rất nhẹ nhàng thôi, chúng ta không có đặt cạch một phát được. Đó. Các bạn có thể thấy là chiếc này ở đằng sau thì chúng ta sẽ có đầy đủ các thông tin của em nó. Nó thuộc dòng Classic Index này, có độ chống nước 5 ATM này, kính Sapphire. Đó, Swiss Made và chúng ta sẽ có serial number ở đây, 3188318. Số của chiếc này rất là đẹp, gánh nhau rất là tuyệt vời. Đó. Với cái sản phẩm này thì mình thực sự là với trước đây trong cái tầm 15 triệu thì em nó là một trong những cái em gọi là best seller ở ICS và với anh em bán đồng hồ nói chung. Chiếc này nó có một cái vẻ đẹp gì đó rất là đơn giản nhưng lại rất là sang trọng. Chiếc V5B4 này còn có một người anh em đó là C5B4 vì có cái mặt dial màu nâu sẽ rất là tiềm màu với cả bộ dây này. Tuy nhiên cái chiếc đó thì trước đây mình cũng đã lên tay rồi và các bạn vui lòng tìm lại cái video của ICS để có thể xem được em nó dễ hơn. Đó. Rồi, trên đây là trên tay nhanh và một vài cảm nhận của mình về chiếc FC303V5B4. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của ICS.